Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2023. Mình sẽ hướng dẫn các bạn học cuốn sách Luyện siêu trí nhớ tư vấn tiếng Anh cho học sinh trung học phổ thông, phương pháp học tiếng Anh của người Nho Thái. Hôm nay mình sẽ tiếp tục học chủ đề History. Giờ mình sẽ làm phần read, love feeling, English spelling. Hôm nay mình sẽ làm bài này. Bây giờ mình đầu tiên mình sẽ học tư vựng. Spelling, chính tả cách viết, cách đánh vần một từ. Reputation, tiếng tăm, danh tiếng. Monk to see. Camping, GitHub. Express, diễn đạt. Inevitably, hiển nhiên là, tất nhiên là. Inconsistency, sự không nhất quán, sự mâu thuẫn. Invasion, sự xâm lược, cuộc đổ bộ. Boost somebody, something at risk, survive, sống sót. Irregularity, sự bất quy tắc. Thank you.
Make little effort to do something. Dùng ít nỗ lực để làm gì, không cố gắng làm gì. Respect, tôn trọng. Variant, khác nhau, biến đổi. Become used to doing something, trở nên quen với việc làm gì. Draw up, rút ra, lập ra, tổng kết ra. Refer to, tham khảo. Have a little in common, có ít điểm chung. No wonder, không có gì ngạc nhiên khi.
Spelling. Chúng ta cách viết. Reputation. Tiếng tăm. Danh tiếng. Monk. Tu sĩ. Comping. Kết hợp. Express. Diễn đạo. Inevitably. Hiển nhiên là, tất nhiên là, chắc chắn. Inconsistency. Sự nhất quán, sự mâu thuẫn. Invasion. Sự xâm lược, cuộc đổ bộ. Put somebody, something at risk. Đẩy ai, cái gì vào tình trạng lâm nguy, bị đe dọa. Survive, sống sót. Irregularity, sự bất quy tắc. Make little effort to do something, dùng ít nỗ lực làm gì, không cố gắng làm gì. Variant, tổng variant, khác nhau, biến đổi. Become, you to do something, trở nên quen với việc làm gì. Draw up, rút ra, lập ra, tổng kết. Refer to, tham khảo. Have a little in common, có ít điểm chung. No wonder, không có gì ngạc nhiên. Spelling.
chính tả, cách viết, cách định vững một từ. Cách viết. Định vững. Reputation, tiếng tăm, danh tiếng. Monk, tu sĩ. Kết hợp. Express, diễn đạt. Inevitably, hiển nhiên là, tất nhiên là, chắc chắn là. Inconsistency, sự không nhất quán, sự mâu thuẫn. Invasion, sự xâm lược, cuộc đổ bộ. Somebody something at risk. Để ai cả gì vào tình trạng lâm nguy bị đe dọa. Survive là sống sót. Irregularity, sự bất quy tắc. Make little effort to somebody. Dùng ít nỗ lực để làm gì, không cố gắng làm gì.
variant khác nhau. Biết rồi. Become used to do something. Trở nên quen với việc làm gì? Rút ra, lập ra, tổng kết ra. Refer to tham khảo. Have little in common. Có ít điểm chung. No wonder, không có gì ngạc nhiên khi. Bây giờ mình sẽ làm bài.
đây. Xong ra ngay chỉ là một video thôi hả? Writers English spelling have a reputation for being difficult. English were first writing down when Christian Mok came to England in Anglo-Saxon times. They used the 23 letters of Latin to write down the sound of Anglo-Saxon. Come and wear your speech as they heard it. However, English has a weak writer. Alphabets were too small, and so combination of letters were needed to express a different sound. There were consistencies in the way that letters were combined. With the Norman invasions of England, the English language were put at risk. English survived, but the spelling of many English words changed to follow French. Pattern. Many French were introduced into the language. The results were more irregularity when the printing press were invented in the 15th century. Many early printers of English text spoke
other first language. They made little effort to respect English spelling on the one of short term. Fast. Effects of printing were to produce a number of variant spelling in the long term is created fish spelling. People become used to seeing words spelled in the same way. Rule word. Drop and dictionaries were put together which printer and writer could refer to. However, spoken English were not fixed and continued to change slowly, just as it still does now. Letters that were started in the Anglo-Saxon period, like the K in knife, now become silent. Also, the pronunciation of vowel then has little in common with how they shout now, but the way they are spelled has changed now. No wonder then that it's often difficult to see the link between shout and spelling. Bây giờ mình sẽ làm bài tập hôm nay. À, bài tập của mình đã làm xong rồi. Bây giờ mình sẽ quan đáp án. Mình đã làm bên kia rồi, thì bây giờ mình chỉ quan vào thôi. Bây giờ mình sẽ dịch bài. Chị Nhung làm mấy video rồi? Dạ. Chưa, chị Nhung làm bộ tiệp à?
cách định vương tiếng Anh. Tại sao mà cách định vương tiếng Anh lại có tiếng là khó? Tiếng Anh được viết ra lần đầu tiên khi các tu sĩ Thiên Chúa giáo tới nước Anh trong thời kỳ Anglo-Saxon. Họ đã sử dụng 23 chữ cái Latin để viết ra các âm của tiếng Anglo-Saxon khi họ nghe thấy nó. Tuy nhiên, tiếng Anh có âm cơ bản hơn tiếng Latin khoảng trên 40 âm. Bảng chữ cái lúc đó còn quá nhỏ, và vì vậy sự kết hợp giữa các chữ cái là cần thiết để diễn đạt các âm khác nhau. Hiển nhiên là đã có sự không nhất quán trong cách mà các chữ cái được kết hợp. Cùng với sự đổ bộ lên nước Anh của người Norman, tiếng Anh đã rơi vào tình trạng bị đe dọa. Sự sống sót của tiếng Anh đã sống sót, nhưng cách viết của nhiều từ tiếng Anh đã thay đổi theo kiểu tiếng Pháp, và nhiều từ tiếng Pháp đã được đưa vào ngôn ngữ này. Đây là kết quả là đã có thêm trường hợp bất quy tắc. Khi báo in được phát minh vào thế kỷ 15, rất nhiều trong số những thư in văn bản bằng tiếng Anh có ngôn ngữ mẹ đẻ là thứ tiếng khác. Họ đã không nỗ lực để tôn trọng cách định vương tiếng Anh. Mặc dù một trong những ảnh hưởng ngắn trong những mặc dù một trong những cái mặc dù một trong những ảnh hưởng ngắn hạn của việc in ấn là tạo ra một cách định vương khác nhau, nhưng về lâu dài nó đã tạo ra cách viết cố định. Mọi người quen với việc nhìn thấy các từ được đánh vần theo một cách. Các quy tắc mà được rút ra, và các cuốn từ điển được biên soạn để những người thợ in và các tác giả có thể tham khảo. Tuy nhiên, văn nói tiếng Anh thì không cố định và tiếp tục thay đổi dần dần.
nhưng nó vẫn diễn ra hiện nay. Các chữ cái được phát âm trong thời Anglo-Saxon như chữ cái K trong knife, trong từ knife, bây giờ đã trở thành một âm câm. Ngoài ra cách đọc của các nguyên âm lúc đó có ít điểm chung so với âm thanh của ngày nay. Nhưng cách viết của chúng vẫn không thay đổi. Vì vậy nên không có ngạc nhiên khi thật khó để nhìn ra mối liên hệ giữa âm thanh và chữ viết. Bây giờ mình sẽ dịch qua tiếng Việt, ai dịch qua tiếng Anh. English spelling. Wider English spelling, có tiếng là khó, have a reputation for being difficult English, đã được viết ra lần đầu. Was first written down when Christian Mok came to England in Anglo-Saxon times. They đã sử dụng used the 23 letter of Latin to write down các âm, the sound of Anglo-Saxon speech, khi họ nghe thấy nó. As they heard it, however, English had a wider range of các âm cơ bản, basic sound over 40 than Latin. Bằng chữ cái đó, the alphabet was too more small, and so combinations of letters were needed to diễn đạt, express the different sound. Hiện nhiên là inevitably, there were những thực sự không nhất quán, inconsistencies in the way the letter đã được kết hợp, were coming with the Norman invasions of England, the English language đã rơi vào tình trạng bị đe dọa, words put at risk. English survived, but cách viết của nhiều từ tiếng Anh, but the spelling of many English words trained to follow French pattern, and many French words were introduced into the language. The research were nhiều trường hợp bất quy tắc hơn, more irregularity.
when bought in. When the printing press was invented in the 15th century, many early printers of English text spoke những ngôn ngữ mẹ đẻ khác, other first language. They đã không ngừng nỗ lực trong việc tôn trọng, make little effort to respect English spelling. Although một trong những ảnh hưởng ngắn hạn. One of the short-term effects of printing was to produce a number variant spelling. Về lâu dài, in a long term, it created những cách viết cố định, fit spelling. People đã trở nên quen với, become used to seeing words spelled theo cách giống nhau. In the same way, rule đã được rút ra. Word drawer and dictionary were put together with printer and writer could tham khảo. Refer to, however, tiếng Anh nói spoken English Warner's fish and đã tiếp tục thay đổi, continue to change slowly, just as still does now. Letter that was found in the Anglo-Saxon period, like the K in knife, now become silent. Also, the pronunciation of vowel then cõi điểm chung had little in common with how they shout now, but the way they spell has changed. Không có gì ngạc nhiên. No wonder then that it often difficult to see mối liên hệ, the link between shout and spelling. Mình đã dịch xong bài English and Spelling. Các bạn hãy về nhà học thêm phần tư vấn của English Spelling nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển qua phần Reading Comprehension. Sẽ ý nghĩa trước.
giờ mình sẽ ghi nghĩa trước. Carving, hình chạm khắc. Right-handed, người thuận tay. Right-handed, thuận tay phải. Hander, người thuận tay phải. Predominantly, phần lớn chủ yếu. Depict, khắc họa, mô tả. Fracture, khe nứt, vết nứt. A majority of đa số phần lớn. Exceptions, ngoại lệ, trường hợp ngoại lệ. Indicate, cho thấy, ám chỉ. Core, phân loại. Tool making, việc chế tạo công cụ. Implement, dụng cụ. A counterclockwise rotation, sự chuyển động ngược chiều kim đồng hồ.
rotation. Scratch vệ xước. Glue băng chứng chứng cử. Strip miệng dài. Slide các thanh lạc móng. Strode. Stroke. Stroke đường nét. Interior. Phần bên trong. School shop hộp sọ. Subtle tinh vi khó nhận biết. Variation. Correspond to tương đương với, tương ứng với. Dominance sự vượt trội ưu thế. Exclusive. Dành riêng cho cái gì? Hình chạm khắc. Right hander người thuận tay phải. Predominantly phần lớn chủ yếu. Depict khắc họa mô tả. Fracture khe nứt vết nứt. A majority đa số phần lớn. Exception ngoại lệ trường hợp ngoại lệ. Indicate cho thấy ám chỉ biểu thị. Core phân loại.
Toolmaking, việc chế tạo công cụ. Implement, dụng cụ. Counterclockwise rotation, sự chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Scratcher, vẽ xước. Clue, bằng chứng cứ. Strip, miệng vải dài. Stroke, nét đường bút. Interior, phần bên trong. School, sò ốp sò. Subtle, tinh vi khỏi nhận biết. Variation, sự khác biệt. Cost response to, tương đương với, tương ứng với. Dominance, sự vượt trội, ưu thế. Exclusive, to do something dành riêng cho cái gì. Covering, hình chạm khắc. Right hander, người thuận tay trái, người thuận tay phải. Predominantly, phần lớn chủ yếu.
Typic khắc họa mô tả. Fracture khe nứt vết nứt. Majority of đa số phần lớn. Exceptions, ngoại lệ, trường hợp ngoại lệ. Chị ai cứu á? Cái chi là chị? Indicate cho thấy, ám chỉ, biểu thị. Core phân loại. Tool making, việc chế tạo công cụ.
Implement, dụng cụ. A counterclockwise rotation, sự chuyển động ngược theo kim đồng hồ. Scratch vết xước. Glue băng chân chân cước. Miếng dài. Stroke, nét bút đường nét. Interior, phần bên trong. School, sọ hộp sọ. Subtle, tinh vi khó nhận biết. Variation, sự khác biệt. Correspond, tương đương với, tương ứng với.
dominance, sự vượt trội ưu thế. Dành riêng cho ai cái gì? Dành riêng cho cái gì? Vậy là mình đã ghi xong phần tư vấn. Bây giờ các bạn hãy chuyển qua phần làm bài tập nhé. Order in paragraph 2. Order. Reading. Yes, order is our life. Is no. Hands of human hand. What's the outer shape of your painting of hand?
Mình sẽ chọn đây, the mostly right-handed. Implement là 8. The word implement in paragraph 3 is closed in the meaning to tools. The word close in paragraph 4 is closed meaning to information. The fact that in group cut mid hole between the text. The relationship between handiness that attracts its own for sure human tech can be the word hemistase in barrel closes meaning to side or the other homologous habits. C, to show the early human were also predominantly right-handed. Allow mention types evidence concert tennis expect except D. Firstly, hand points which one you can clue is the evidence grand of this B. There may be a link between tennis and difference in the brain's hemisphere. The one was the main idea C. Human are their ancestors have been predominantly right-handed for over a million years. Bây giờ mình sẽ dịch bài. Các ghi chép về khảo cổ học gồm các bức vẽ, các hình vẽ và các hình chạm khắc mô tả con người khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc sử dụng đôi tay, chỉ ra rằng trong hơn 1.000 năm qua, con người chủ yếu thuận tay phải, chẳng hạn như các tác phẩm nghệ thuật Ai Cập cổ đại. Cánh tay phải là cánh tay được khắc họa chủ yếu trong khoảng 90% các tác phẩm. Cả cái khe nứt hoặc vết mòn trên cả công cụ cũng chỉ ra rằng phần lớn người cổ đại thuận tay phải. Cả
các bức vẽ trong hang động của người Koromon khoảng 27.000 năm trước thường cho thấy những đường nét Thank you.
bằng chứng về các chủng học đưa ra những ghi chép về xu hướng thuận tay của những tổ tiên đầu tiên của loài người lùi lại ít nhất 15 triệu năm trước. Mỗi chuỗi bằng chứng quan trọng trong việc bóc tách những cái mỏm đã được sử dụng trong việc chế tạo các công cụ, các công cụ được bị bóc ra theo chiều kim đồng hồ, cho thấy người chế tạo công cụ thuận tay phải có thể được phân biệt các những công cụ bóc ra theo chiều kim đồng hồ. Thậm chí các vết xước được tìm thấy trên mỏm đá hóa thạch cũng được đưa ra mỗi đầu mối mới. Người ta cho rằng những người cổ đại đã cắt thịt thành miếng bằng việc kẹp nó giữa hàm răng và cắt nó thành lát bằng những con dao đá, giống như người Inuit ngày nay vẫn làm. Đôi khi những con dao này bị trượt và để lại những vết xước trên răng của người dùng. Các vết xước được tạo theo hướng chéo từ trái qua phải, tạo ra bởi những người thuận tay phải, phổ biến hơn những vết xước theo ngược lại, ngược tạo bằng những người thuận tay trái. Ngoài ra còn có bằng chứng khác đến hình thái hộp sọ. Các nhà khoa học nghĩ rằng những khác biệt vật lý giữa phần bên trái và bên phải của hộp sọ cho thấy sự khác biệt về vật lý đầy tinh vi. Và giữa hai phía não bộ, sự khác nhau giữa các bảng cầu não tương ứng với việc phần thân người bên nào được sử dụng để thực hiện các hoạt động cụ thể. Trong những nghiên cứu như thế, cũng như các nghiên cứu về việc sử dụng công cụ, chỉ ra rằng sự vượt trội bên phải hay bên trái không đúng đối với loài người. Homo sapiens hiện đại, những người Neanderthal chẳng hạn, như người Homo erectus và người Homo habilis có vẻ như chủ yếu thuận tay phải như chúng ta. Ghi chép về khảo cổ học Archaeological Painting Draw and các hình chạm khắc Carving Affirmment Engaged in Activities liên quan đến việc sử dụng đôi tay Involving the use of hand. Indicate that humans have been chủ yếu thuận tay trái và predominantly right-handed for more than 5,000 years. In ancient European artwork, for example, the right hand được khắc họa chủ yếu
is diabetic as the dominant one in about 90% of the example. Hand fracture or wear pattern on cả công cụ tools also indicate that a majority of người cổ đại ancient people were right-handed. Coromandel cave painting some 27,000 years old commonly show những đường nét phác họa bằng tay outline of human hands made by placing one hand chống vào vách động against the cave wall and applying paint with the other. Children today tạo nên những đường nét tương tự, make similar outlines of their hands with phấn màu crayon on paper, với một số ngoại lệ. With few exceptions, left hand of Cro-Magnon được thể hiện are displayed on cave wall, indicating that the painting were usually done by những người thuần tay phải, right-handers. Chứng cứ về nhân chủng học. Anthropological evidence puts những ghi chép về the record of handedness in early human ancestors back to at least 1.4 million years ago. Một chuỗi bằng chứng quan trọng. One important line of evidence comes from flaking patterns of stone cores được sử dụng trong việc chế tạo công cụ, used in tool making, implement flake theo chiều kim đồng hồ with a clockwise motion, indicating a left-handed tool make even cả vết xước, scratches, found on fossil human teeth offer những đau mũi. Clues: ancient humans are thought to have cut meat in two strips by holding it between their teeth and slicing it bằng những con dao đã with stone knife. As do present day Inuit, đôi khi occasionally the knife slip and để lại vết xước, leave scratch on the user teeth. Scratch make with left to right throw direction by right hander are phổ biến hơn, more common than scratch theo hướng ngược lại, in the opposite direction made by left-handers.
still các bằng chứng khác. Other Other events come from chronophology. Scientists think that những khác biệt subtle physical difference between the right and left side phân biệt trong hộp sọ. The interior of the skull indicate những khác biệt vật lý subtle physical difference between the two side of brain. The variation between the hemisphere tương đương với correspond to which side of body is used to thực hiện các hoạt động cụ thể perform specific activity such studies as well as những nghiên cứu về việc sử dụng công cụ studies of tool use indicate that right or left side dominance is những danh riêng cho không danh riêng cho not exclusive to modern Homo sapiens population cái mày tỉnh kiểu hay đắng hay chi ấy mày tỉnh quá ấy. Such Homo erectus and Homo habilis seem to have been predominantly right-handed, cũng như chúng ta, as we are. Vậy là mình đã hướng dẫn xong hai bài của hôm nay. Hai bài này thuộc phần history. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo.